Quân Quyên và Quốc Thắng xin kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả cùng đến với chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2024, chương trình có các nội dung đáng chú ý như sau. Ngày 17 tháng 11 tới, Cần Thơ sẽ diễn ra hoạt động Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024. Nhiều ngành hàng xuất khẩu về đích trong 10 tháng vượt kế hoạch của cả năm. Miền Nam của Việt Nam là một trong hai điểm đến hàng đầu thế giới để thư giãn khám phá trong tháng 11 này. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề vào hôm qua 12 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua 14 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ, theo các nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Theo đó, tổng mức đầu tư ban đầu của dự án đã được phê duyệt tại nghị quyết số 01 của Hội đồng Nhân dân thành phố là 195 tỷ 851 triệu đồng. Dự án đã được bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021 và 2025 là 195 tỷ 493 triệu đồng. Do vậy, tổng vốn trung hạn đã được phân bổ thấp hơn tổng mức đầu tư là 358 triệu đồng. Hiện nay, tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 223 tỷ 615 triệu đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 149 tỷ 493 triệu đồng, ngân sách địa phương là 74 tỷ 122 triệu đồng, tăng 27 tỷ 764 triệu đồng. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã quyết nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác đối với các dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 97 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 1.242 tỷ đồng. Dự án đường tỉnh 98 giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 877 tỷ đồng. Dự án đường tỉnh 921 đoạn tuyến thẳng, điểm đầu giao với tuyến Tránh Thốt Nốt, điểm cuối giao với đường cao tốc Cần Thơ-Sóc Trăng-Châu Đốc với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 952 tỷ đồng. Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về việc cho ý kiến mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn thành phố và các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư, ngân sách. Trên cơ sở các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo việc thể chế hóa cũng như sớm triển khai thực hiện các nghị quyết này làm cơ sở trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố, đặc biệt là đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục và tiến độ thời gian theo pháp luật quy định. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thường xuyên đôn đốc và giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, đồng thời chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định số 2496 về việc phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất nhà khách Phong Điền. Khu đất này có diện tích 11,417 ha. Phía đông nam giáp đường vào di tích lịch sử Phan Văn Trị, phía đông bắc giáp đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phía tây nam giáp đất dân, phía tây bắc giáp đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Nội dung quy hoạch là khảo sát kiến trúc cảnh quan, thu thập tài liệu thông tin về khu vực dự án, trong đó bao gồm các yếu tố địa hình, địa vật, kiến trúc, giao thông, thủy văn, thực vật phủ, các định hướng phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch ngành lĩnh vực có liên quan đến đồ án quy hoạch đánh giá tổng thể, lập quy hoạch trên cơ sở phân tích đánh giá hiện trạng, cập nhật các định hướng liên quan, đề xuất phương án cơ bản, bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định. Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ vừa có kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024 và triển khai kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 11 sẽ diễn ra hoạt động Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024. Hoạt động hưởng ứng bao gồm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, đặc biệt cho lứa tuổi học sinh và các nhóm đối tượng yếu thế. Cũng theo kế hoạch, từ nay đến ngày 14 tháng 12 năm 2024, Đoàn Kiểm tra Liên ngành đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đường bộ và Đoàn Kiểm tra Liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, hàng hải, kiểm tra việc đậu đổ xe đưa đón học sinh, tập trung xử lý các lỗi vi phạm về an toàn giao thông thủy bộ. Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn căn cứ nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024. Thưa quý vị, thời gian qua, bên cạnh nhiều hoạt động vì cộng đồng, Tuổi Trẻ thành phố Cần Thơ còn chung sức đồng lòng cùng các cấp các ngành và xã hội thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố. Từ đó góp phần để nhiều bà con khó khăn về nhà ở có được nơi an cư, an tâm lao động sản xuất. Xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã tăng cường kết nối các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng xây dựng nhà ở. Cụ thể, thành đoàn đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và nhiều đơn vị tổ chức lễ bàn giao 60 căn nhà nhân ái cho đồng bào các tôn giáo trên địa bàn quận Ô Môn, huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Hôm nay được các cấp các chính quyền hỗ trợ được căn nhà, còn hơn nằm mơ bữa nay là sự thật. Nói chung hết sợ rồi đó, mỗi lần trời đi mừng mà trời mưa trời giông là sợ đó. Thành thật rất là mừng là mình có nhà mới, mình tưởng tượng như là mình ở khách sạn, tại lúc trước mình ở nhà nhỏ lắm. Nhà nhân ái thì được xây dựng nhằm chăm lo cho đời sống và cổ vũ động viên thanh niên an cư lập nghiệp và vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế gia đình và thể hiện sự quan tâm của các ngành, các cấp đến đồng bào tín đồ tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Song song đó, Tuổi Trẻ Cần Thơ thường xuyên lồng ghép việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thanh niên yếu thế, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình hoạt động an sinh xã hội của đoàn thanh niên trong năm như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, vân vân. Trong thời gian qua thì lồng ghép với các hoạt động an sinh xã hội thì Ban Thường vụ Quận đoàn cùng các sở đoàn trực thuộc cũng tăng cường công tác là rà soát nắm nguồn đối với những trường hợp thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngoài nguồn hỗ trợ của thành đoàn hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà thì Ban Thường vụ Quận đoàn cũng đã kết nối và đã hỗ trợ xây dựng được 2 căn nhà cho đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, và mỗi căn nhà thì có trị giá từ 70 đến 80 triệu đồng. Thực hiện chỉ đạo chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, thời gian tới, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố sẽ tiến hành rà soát nhu cầu thực tế, phấn đấu hỗ trợ tối đa số lượng nhà tạm, nhà dột nát, tiến tới không còn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Bước đầu, tổ chức đoàn hội sẽ tập trung thực hiện phong trào này tại các xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở trong thời gian qua. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến tháng 9 năm nay, cả nước đã có hơn 14.000 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Sau hơn 6 năm triển khai, chương trình OCOP đã khẳng định sự phù hợp và có sự lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định hướng đi đúng đắn của một chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực. Tính đến nay, cả nước có hơn 14.085 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Đồng bằng sông Cửu Long đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, chiếm 21,2% sản phẩm OCOP cả nước với mẫu mã bao bì đẹp, chất lượng sản phẩm tốt. Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, thời gian qua các bộ ban ngành địa phương đã tổ chức hàng loạt hoạt động kết nối thị trường, các hội nghị hội thảo nhằm đẩy mạnh việc kết nối cung cầu tiêu thụ các sản phẩm OCOP, các sản phẩm tiêu biểu, các sản phẩm chủ lực của các địa phương, các đặc sản vùng miền. Mới 10 tháng đã có nhiều ngành hàng xuất khẩu về đích vượt kế hoạch của cả năm nhờ đơn hàng phục hồi tốt. Cụ thể, nhóm hàng xuất khẩu nông sản sau 10 tháng xuất khẩu rau quả đạt 6,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 31%, vượt mốc kỷ lục 5,7 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2023.
Với mục tiêu cả năm 2024 là 6 đến 6,5 tỷ đô la Mỹ thì đến thời điểm này, ngành rau quả đã cán đích sớm 2 tháng và đang tự tin hướng đến mục tiêu 7 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu 4,2 tỷ đô la Mỹ rau quả Việt Nam trong 10 tháng, tăng 38% so với cùng kỳ và hiện chiếm 47% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Bên cạnh đó, xuất khẩu rau của Việt Nam sang các thị trường Thái Lan, Hàn Quốc, Đức, Canada cũng tăng mạnh với tỷ lệ tăng 2 con số. Không chỉ nông sản, số liệu cũng cho thấy các ngành sản xuất chủ lực như điện tử, máy tính, linh kiện, dệt may đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu, cũng như mức tăng trưởng ấn tượng trong 10 tháng qua nhờ đơn hàng tăng trở lại. Tổng cục Hải quan cho biết trong 10 tháng, Việt Nam chi khoảng 2 tỷ 940 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu 142.800 ô tô nguyên chiếc, tăng 37,5% về lượng và tăng 19,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng xe nội địa được sản xuất cũng chứng kiến sự phục hồi ấn tượng. Nhiều mẫu xe mới nhập khẩu được mở bán tại Việt Nam thường xuyên nằm trong những mẫu xe bán chạy nhất như Mitsubishi Expander, X-Force, Ford Everest, Hyundai Stargazer, Toyota Yaris Road. Trong khi đó, đối với xe lắp ráp sản xuất trong nước, việc chính phủ tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 cũng giúp các xe này tăng trưởng đáng kể. Trong tháng 10, sản lượng xe lắp ráp sản xuất trong nước đạt khoảng 38.200 chiếc, tăng 5,8% so với tháng 9 và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, việc các hãng xe gia tăng sản xuất trong thời gian qua là bước đi phù hợp giúp duy trì nguồn cung ổn định cho giai đoạn cao điểm cuối năm. Thưa quý khán giả, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Chính vì thế nên năm 2024 nhiều trường đại học ở Cần Thơ đã bắt tay vào đào tạo nhân lực lĩnh vực này. Từ đây cũng mở ra cơ hội để các trường tăng cường liên kết với nhau, cùng với liên kết doanh nghiệp để đạt hiệu quả trong đào tạo. Sau đây mời quý vị cùng đến với công tác đào tạo chuyên ngành mới hấp dẫn này. Trường Bách Khoa, trường Đại học Cần Thơ, năm học này bắt đầu đào tạo chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn với 90 sinh viên. Do là chuyên ngành mới và là ngành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nên nhà trường đã chuẩn bị kỹ các điều kiện gồm trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, công tác phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, xây dựng chương trình. Thì chúng tôi đã có công tác chuẩn bị là xây dựng chương trình đào tạo mới, rồi cùng với việc là song song bên đó là chúng tôi đầu tư cái cơ sở vật chất, thành lập một cái phòng thí nghiệm mới chuyên cho lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn. Song song đó thì trong 2024-2025 này thì chúng tôi cũng đã cử một loạt các cái giảng viên tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về vi mạch bán dẫn ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở nước ngoài. Khi mà em vào được cái ngành này thì nó sẽ là một cái cơ hội để em vừa có thể phát triển ở một cái lĩnh vực mới của đất nước và em vừa có thể phát triển hơn các kỹ năng của mình. Phương pháp dạy của thầy cô thì em cảm thấy rất là phù hợp cho các bạn để phát triển kỹ năng, không chỉ là kỹ năng trong kỹ năng học tập mà cả kỹ năng mềm. Theo chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 của chính phủ. Mục tiêu chung là đến năm 2030, Việt Nam đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên, phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp bán dẫn. Xác định tầm quan trọng của lĩnh vực này, nên năm 2024, nhiều trường trên cả nước bắt tay đào tạo chuyên ngành vi mạch bán dẫn. Riêng thành phố Cần Thơ có 5 trường đào tạo ngành này với tổng chỉ tiêu hơn 300 sinh viên. Để đào tạo đạt chất lượng, các trường xây dựng chương trình mới theo hướng tiệm cận với thế giới, phối hợp doanh nghiệp cũng như tổ chức nhiều hội thảo, tăng cường sự phối hợp để xây dựng hệ sinh thái trong đào tạo. Về lĩnh vực bán dẫn thì chúng tôi đã hợp tác với toàn bộ 8 trường lớn ở thành phố Đà Nẵng. Ở Cần Thơ thì hiện tại chúng tôi trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ là trường đầu tiên chúng tôi tiếp cận và phối hợp từ đầu năm đến giờ để xây dựng các cái chương trình và cái lộ trình cho việc từ việc đào tạo cho đến thực hành kết hợp với cả các trường đại học ở bên Đài Loan. Nhân lực công nghệ bán dẫn không đơn thuần phục vụ thị trường Việt Nam mà phải theo chuẩn quốc tế để có thể làm việc tại nước ngoài. Do vậy, mô hình liên kết trong đào tạo giữa nhà trường, doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ của nhà nước đóng vai trò rất quan trọng.
Đây cũng là xu thế tất yếu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng xu thế hội nhập toàn cầu. Thưa quý vị, tạp chí du lịch Lonely Planet vừa công bố danh sách những địa điểm du lịch tuyệt vời nhất tháng 11 năm 2024. Theo đó, miền Nam của Việt Nam là một trong hai điểm đến hàng đầu thế giới để thư giãn khám phá cùng với Ghana, một quốc gia ở Tây Phi. Lý do chính để miền Nam của nước ta nằm trong danh sách này là sự chuyển đổi mùa với thời tiết dễ chịu. Theo đó, thời điểm này dần chuyển sang mùa khô, có nắng ấm. Một số địa điểm được nhắc đến theo gợi ý của tạp chí Lonely Planet là thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long, Phú Quốc, Kiên Giang, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu. Mỗi nơi đều mang đến những trải nghiệm độc đáo với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, giàu ý nghĩa văn hóa lịch sử. Đồng bằng sông Cửu Long được nhắc đến với vẻ đẹp của những cánh đồng lúa, vườn cây phủ xanh, nơi có những ngôi nhà dọc bên sông, ghe tàu chợ nổi và vô số con rạch đầy ấn tượng. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số đơn vị liên quan vừa phát động cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 54 năm 2025. Cuộc thi năm nay có chủ đề Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một lá thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt. Đối tượng dự thi là học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi. Bài dự thi không quá 800 từ, viết tay trên một mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi thường qua đường bưu điện. Thời gian dự thi từ ngày 11 tháng 11 năm 2024 đến ngày 5 tháng 3 năm 2025 tính theo dấu bưu điện. Nơi nhận bài thi, Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng, số 5, Hòa Mã, Hà Nội. Tại trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa khai mạc hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh Trung học phổ thông thành phố Cần Thơ lần thứ 13 năm 2024. Tham gia hội thao có 270 vận động viên của 30 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Trong 4 ngày từ 12 đến 15 tháng 11, các vận động viên sẽ tranh tài ở 9 nội dung thi, hiểu biết chung về quốc phòng an ninh, thi lý thuyết, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương, đội ngũ từng người không có súng, các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, ném lựu đạn trúng đích, thao lắp súng AK 3 ngày, bài 1B, bắn đạn thật súng tiểu liên AK, chạy vũ trang 800m, có giác súng tiểu liên AK. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tham gia tranh tài ở các nội dung thi đấu. Địa điểm thi đấu các nội dung sẽ được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và Trung đoàn 3, sư 330 tại thành phố Long Xuyên, An Giang, tỉnh An Giang. Quý khán giả thân mến, mới đây, Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ phối hợp với Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi tọa đàm Thơ 123 trong không gian văn học đương đại. Thơ 123 là thể thơ mới, được ra đời trong những năm gần đây. Với đặc trưng ngắn gọn, xúc tích, mang chiều sâu ý nghĩa, thể thơ 123 đã tạo được hiệu ứng tích cực, nhận được sự quan tâm của các nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình văn học ở Việt Nam ngày càng đến gần hơn với bạn đọc trẻ. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả, nhà văn, nhà thơ trình bày tham luận xoay quanh chủ đề quá trình sáng tác và hoạt động nghiên cứu thơ 123 ở Việt Nam hiện nay, những đặc trưng của thể thơ này trong nhịp sống văn học hiện đại. Thơ là 1, 2 và 3, tức là có thể gần giống như ba khổ thơ, và cái dòng thơ đầu đó, đồng thời nó là cái tiêu đề của tác phẩm luôn, phải có cái nghệ thuật hình ảnh về thơ yêu cầu rất là cao trong đây, mang tính khúc chiết rất là cao, hình tượng cao. Việc phối hợp được với trường đại học tổ chức những cái buổi sinh hoạt đặc thù như thế này là rất cần thiết. Nó sẽ gợi cho các em cái lòng yêu văn học, yêu văn chương. Nhằm tìm kiếm lối biểu đạt mới, một thể thơ mới trong không gian văn học đương đại, nhà thơ Phan Quang đã khởi xướng sáng lập thơ 123 vào năm 2018. Đó là thể thơ ngắn gọn, xúc tích, hàm chứa thông điệp. Những câu từ được tác giả chọn lọc kỹ lưỡng, gợi gắm cảm xúc. Mỗi bài thơ là một chỉnh thể độc lập, bao gồm 3 đoạn, 6 dòng thơ. Cái điều quan trọng của thơ 123 đó là khao khát đổi mới và tinh lọc giữa cái thời đại truyền thông bồn bề thông tin như bây giờ. Thì thể thơ này nó sẽ góp phần giúp cho các nhà thơ sáng tác ngắn gọn hơn, mang thông điệp nhanh hơn đến với mọi người và đến với cho cái đời sống này nó thêm phong phú.
Tọa đàm thơ 123 trong không gian văn học đương đại là dịp để sinh viên tìm hiểu, giao lưu, trao đổi, thảo luận cùng các tác giả và nhà nghiên cứu. Em biết khá mới về cái thể thơ này, nhưng mà đối với em thì em muốn đến với ngày hôm nay là để em học hỏi thêm, để biết thêm nhiều thứ về thể thơ này. Cảm xúc sâu sắc nhất cho chúng em khi mà đọc đó chính là chúng ta cần phải chiêm nghiệm nhiều, bởi vì đây là những cái từ được chọn lọc tinh túy nhất, đắt nhất mà tác giả muốn truyền đạt đến chúng ta. Tại đây, ban tổ chức đã giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm viết theo thể thơ 123, qua đó giúp người trẻ hình dung và hiểu thêm về thể thơ mới này. Thưa quý vị, với anh Hồ Quốc Hùng, trưởng phòng thí nghiệm cơ khí tự động hóa vật liệu mới Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, những tư tưởng, lời dạy của Bác Hồ là nguồn động lực lớn để anh luôn cố gắng nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thiện bản thân để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Giải pháp tăng oxy và giảm tảo trong các ao hồ vận hành bằng năng lượng mặt trời được anh Hồ Quốc Hùng và các đồng nghiệp cải tiến từ sáng kiến trước đó. Thiết bị này chuẩn bị được lắp đặt tại một số đơn vị trong thành phố. Khi được nhân rộng, mở ra triển vọng cải thiện tình trạng ô nhiễm tại các ao hồ kênh rạch. Đây là một trong hàng chục sáng kiến giải pháp công nghệ của anh Hồ Quốc Hùng trong gần 4 năm qua. Hầu hết đều được ứng dụng rộng rãi, mang lại giá trị kinh tế cao. Trong đó, hai sáng kiến đã được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam. Luôn học tập và không ngừng sáng tạo, phát huy cái tinh thần mà luôn luôn tìm tòi, học hỏi theo gương Bác Hồ. Khi mà chúng ta lao động, học tập là bắt buộc phải có sáng tạo. Và thật sự khi mà chúng ta sáng tạo, nó sẽ giúp chúng ta yêu thích cái công việc nhiều hơn và giúp chúng ta nâng cao năng suất lao động và ứng dụng vào thực tế. Trong vai trò quản lý, anh Hồ Quốc Hùng luôn tích cực để giúp các đồng nghiệp nâng cao kiến thức chuyên môn, phong cách chuyên nghiệp và thái độ làm việc tích cực, qua đó đóng góp đáng kể vào thành tích và sự phát triển chung của đơn vị. Qua nhiều năm công tác với đồng chí Hồ Quốc Hùng thì thấy anh là một người rất là năng nổ, nhiệt tình trong công việc và anh rất là ham học hỏi, trao dồi cái kiến thức của mình, áp dụng những cái kiến thức đã học, nghiên cứu của anh vào thực tế để giúp đỡ cho mọi người. Đồng chí Hồ Quốc Hùng thì luôn hướng mấy anh em về mục tiêu chung. Thì trong cái trận công tác thì tôi học hỏi rất nhiều điều về anh ấy. Về cái trong cách xử lý công việc, trong cách ứng xử với đồng nghiệp, thì trong quá trình thì tôi cũng luôn trao dồi và học hỏi không ngừng để được tiến bộ và bản thân ngày càng hiện hơn. Kỹ sư Hồ Quốc Hùng là một cái kỹ sư được đào tạo cơ bản. Trong những cái nghiên cứu cá nhân hay là trong những cái nghiên cứu theo nhiệm vụ thường xuyên thì anh Hùng cũng là cái người mà luôn luôn là rất là sáng tạo, chủ động tìm hiểu kinh nghiệm trong nước và kinh nghiệm quốc tế. Một cái đầu tàu trong cái công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thành phố Cần Thơ. Luôn soi mình học tập và noi gương Bác bắt đầu từ mỗi điều giản dị đời thường. Đối với anh Hồ Quốc Hùng là không ngừng tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm thiết thực phục vụ lợi ích cộng đồng. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.